về những lùm xùm không đáng có liên quan tới vợ của nam ca sĩ Justin Bieber là Hailey, cựu công chúa nhà Disney Selena Gomez mới đây có một buổi chia sẻ trên TikTok với các khán giả của mình. Trước thềm tung ra bộ phim tài liệu Selena Gomez My Mind and Me, cái tên Selena Gomez đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông khi được nhắc đến trong podcast của Hailey Bieber. Trong chương trình Call Her Daddy, Hailey Bieber chia sẻ cô đã liên tục bị quấy rầy bởi người hâm mộ của Selena Gomez vào thời điểm vừa tổ chức đám cưới với Justin Bieber. Trước những chia sẻ của vợ bạn trai cũ, Selena Gomez đã bày tỏ quan điểm của mình trên TikTok rằng không ai đáng phải chịu sự công kích như vậy. Đồng thời, cô cũng nhắc nhở người hâm mộ của mình phải cân nhắc từng lời nói. Cô khẳng định rằng mình chỉ muốn lan tỏa những gì tốt đẹp nhất. Trước đó, Selena Gomez được bắt gặp tại California cùng bạn bè. Nữ ca sĩ tỏ ra vui vẻ và không để ý quá nhiều đến việc bị nhắc đến trên podcast của Hailey Bieber. Mới đây, nam tài tử Alex Baldwin đã đạt được thỏa thuận với gia đình đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins sau sự cố ông bắn chết cô trên phim trường Rust. Theo đó, gia đình của Halyna Hutchins đã đồng ý rút đơn kiện đoàn phim Rust. Theo hãng tin Reuters, ekip Rust sẽ trở lại làm việc trong tháng 1 năm 2023 để hoàn thành dự án. Matthew Hutchins, chồng của Halyna, được điền tên vào danh sách các nhà sản xuất của bộ phim. Hutchins cho biết anh không có ý định tiếp tục tố cáo hay tìm cách đổ lỗi. Tất cả thống nhất rằng đây là một vụ tai nạn khủng khiếp. Một công tố viên cho biết Alex Baldwin vẫn có khả năng bị khởi tố hình sự vì gây ra cái chết của Halyna Hutchins. Tháng 10 năm 2021, nam diễn viên quay cảnh hành động và gặp phải sự cố súng phát nổ gây ra cái chết của đạo diễn hình ảnh. Giữa tháng 2, gia đình Hutchins kiện Alex Baldwin yêu cầu bồi thường. Trong đơn kiện, họ cho rằng diễn viên đã không thực hiện quy trình cơ bản kiểm tra súng đạo cụ và bất cẩn bắn chết người. Alex Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Đầu tháng 2 năm nay, tài tử đã trở lại đóng phim sau hơn 4 tháng nghỉ ngơi. Trưởng nhóm của ban nhạc Coldplay Chris Martin đang bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Thông tin này đã được chính ban nhạc thông báo, nhóm nhạc buộc phải hủy các buổi biểu diễn sắp tới. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Music of the Spear của Coldplay sẽ dừng chân ở hai thành phố Rio de Janeiro và Sao Paulo của Brazil vào tháng 10 năm nay. Nhưng lịch trình này phải thay đổi vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hiện tại của trưởng nhóm Chris Martin. Do bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng, Chris Martin đã được bác sĩ chỉ định cần phải nghỉ ngơi trong 3 tuần tới. Đại diện Coldplay cho biết hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể về bệnh tình của Chris Martin. Theo thông báo hoãn chuyến lưu diễn do vấn đề sức khỏe của giọng ca chính, Coldplay cho biết cả nhóm đang làm việc nhanh nhất có thể để ấn định được ngày diễn mới và sẽ cập nhật thông tin đến mọi người trong vài ngày tới. Cuối cùng, nhóm nhạc không quên gửi lời xin lỗi đến các fan hâm mộ cũng như tỏ lòng biết ơn vì sự thông cảm của mọi người. Liên hoan phim quốc tế Busan PIFF lần thứ 27 đã được khai mạc vào tối ngày 5 tháng 10, thu hút hàng trăm diễn viên, đạo diễn, các thành viên trong ngành điện ảnh và người hâm mộ. Sau 2 năm diễn ra với quy mô nhỏ do đại dịch Covid-19, Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay hứa hẹn sẽ được bình thường hóa hoàn toàn. Theo đó, một loạt các ngôi sao đã được xác nhận sẽ tham dự liên hoan phim, bao gồm các diễn viên Lương Triều Vĩ, Daniel Đề Kim và nhà sản xuất John Lando. Tổng cộng 242 bộ phim từ 71 quốc gia, trong đó có 89 bộ phim được công chiếu lần đầu trên thế giới, sẽ được trình chiếu tại PIFF 2022. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức liên hoan đã chiếu đoạn phim tưởng nhớ về diễn viên quá cố Kang Soo-yeon, một trong những người có đóng góp lớn trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay có 10 bộ phim đang cạnh tranh cho giải thưởng New Currents danh giá, bao gồm Ajuma của Hee Seung-min, Hell to Hell của Lim O-chang và Sivama của Jaishankar Arya. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 kéo dài từ ngày 5 tháng 10 đến hết ngày 14 tháng 10.